sợ nhất điều gì? Sợ nhất là ba mất. Không có tiền điều trị nên sợ. Sợ ba mất. Hiện tại thì em đang ở phường 3 ở thành phố Sóc Trăng cả nhà. Thì như hôm qua thì anh em có đến đây để thăm cái hoàn cảnh của bé Giàu 15 tuổi. Cha thì mắc bệnh ung thư cổ, bé thì cũng mắc hai căn bệnh rất là nghiêm trọng luôn. Thì sau khi mà anh em đến thăm cũng như là trợ duyên từ Mạnh Thường Quân cho gia đình được một số tiền. Hôm qua thì anh em đến thì cũng trợ duyên cho gia đình được 6.700.000. Thì tối lại khoảng 7 giờ tối thì chú đã chút hơi thở cuối cùng rồi cả nhà. Chú Thường Dương 54 tuổi. Giờ sáng nay thì anh em hay tin thì cũng đến đây để gặp gia đình, để hỏi thăm cũng như là gửi cái lời chia buồn đến gia đình. Bên cạnh đó thì hỏi thăm về câu chuyện sao mà chú mất nhanh như vậy cả nhà. Phía bên trong là nhà của gia đình đây. Bé Giàu đang ngồi bên trong, dùm đi vô trong nha. Dạ. Bạn có khó nè. Chú mất từ 7 giờ tối rồi cả nhà. Chú chào con nha. Dạ, chào. Hôm qua chào con. Chào cô. Đến thăm gia đình thôi. Thấy chú vẫn còn ngồi nói chuyện đồ. Dạ. Chú vẫn nghe hết. Dạ. Đúng không? Rồi sao vậy con? Cái chú. Cái tối cũng bình thường vậy đó. Ừ. Cái kêu đi vệ sinh. Đi vệ sinh cái mềm tay mềm chân trong mặt. Lên giường nằm cái xíu nữa đi vệ sinh nữa là xuống là đi hết được đó là té đó. Thế vậy anh con mới bệ lên á. Xong cái lại đặt để trên giường á cái đây lên giường cái này hai lần cái chết luôn. Hỏi lên hai lần. Ba có nói mệt hay như thế nào không? Không. Không có nói gì hết. Không nói gì hết trơn. Cái lần hai lần cái mất luôn. Con rồi con chưa có ăn gì, con cũng tính đi mua cơm ăn. Chưa đến mua chưa kịp ăn nữa. Cái đó người ta chạy lại nói ba con mất rồi. Chạy về luôn. Không. Con mới đi qua bên kia hả? Dạ. Con mới vừa đi qua bên kia. Tặng tính đi pha sữa đó. Tính đi pha cho một ly sữa. Rồi mua hộp cơm rồi về lại đây. Rồi tối con ngủ dưới này nè. Lại ăn. Thấy chưa kịp. Pha sữa. Tính ra là từ hôm qua cứ đến giấc trưa là cách có mấy tiếng thôi. Lúc vừa tối hả con? Dạ, tối 7 giờ. Tối 7 giờ. Tới là mấy 7 giờ là yếu rồi đó. Thì giờ đó là ba uống sữa rồi chưa? Không, không uống luôn. Không uống được luôn. Uống được chút cái ối ra hết. Mình em qua đến hôm nay nghe được cái tin chú mất thật sự cũng rất là bất ngờ luôn đó nha. Không ngờ nó nhanh như vậy. Hôm qua anh em đến thì trợ duyên cho gia đình là cũng như là có tiền để thuốc men cho chú. Rồi mua sữa cho chú uống. Rồi mới vừa trao xong thì anh em về lại tối lại là chú 7 giờ đêm là qua đời mất luôn. Con cũng nhận tiền của Mạnh Thường Quân là con có mua gì cho cha chú? Rồi đó ơi. À là bác sĩ không có chịu vào để vô nước biển nên ba yếu quá. Chứ nghĩ đi. Ăn mà không có chất gì trong bụng mình, không có cái gì hết trơn á. Sao mà chịu nổi. Con ở đây hồi tối lúc khuya không còn chịu nổi nữa. Ba cứ mệt chết rồi. Không có đi về ngủ á. Chưa được, nói được nhắm mắt khỏe con lại kêu. Cậu bé cũng đang mệt lắm luôn, tại vì tối là con thức. Dạ. Qua mất. Nay người ta lại ăn nữa. Rồi lắm ơi. Đãi thương bé không? Hôm qua tiền chú cho đi chợ rồi mua lặt vặt rồi mua đi làm đủ thứ hết trơn. Chỉ tính ra chú đến, mấy chú đến như chợ duyên Mạnh Thường Quân là giống như giúp cho con như là ba con có tiền mua thuốc rồi ăn uống rồi sữa xuồng này kia. Tính ra cái tiền đó để làm đó. Dạ. Đùng cái chú mất là phải làm đáng dạ. Rồi được ơi trời. Ba nó đi nè nó quả hình. Ờ đi quả hình rồi luôn ha. Hồi lúc đó là cha không còn nói chuyện được. Cha kêu con á.
là lấy cái căn cứ ra rồi chỉ cho nó làm gì nào, là không biết là kêu đi quả rồi trời đất. Trời ơi, ba nói trước vậy luôn hả? Thì cái ý kia, ý kia nó đi đi, ổng thở hơi vậy đi quả cho rồi đi, con đi quả cho. Cái nhỏ vậy nè, là 200, cái nhỏ nữa 180, cái bự chút nữa, đó là bự như là 220, làm bự cho luôn á. Con làm bự cho ba luôn. Dạ. Lấy căn cước hồi lúc đó đi á, chịu lấy căn cước bây giờ. Vậy là lúc mà ba con còn sống á, là ra dấu. Tại vì chú không có nói được, cái ga giấu cho con là để đi quà tấm hình cho chú luôn. Dạ. Chỉ vô cái căn cứ cũ á, chỉ vô cái hình đó. Làm cái hình đó. Dạ, rồi làm tay. Là biết kêu đi quà hình này. Chú chắc là biết cái sức khỏe của mình chịu không nổi nữa rồi đó. Thường ngày đó, không có tiền, không dám gì hết trơn á. Bữa nay có tiền là yếu, có tiền là yếu luôn. Qua thấy ba giống như nhận được tiền mạnh thường quân á, thấy ba cũng vui. Tuy không có nói được nhưng mà cảm giác là vui. Rồi. Cái tối yếu luôn. Khi mà nhận tiền được mạnh thường quân cái đầu. Chú nói với bé là đi làm ổng. Con có nói với cha ơi, nào có mạnh thường quân có tiền á, cha không mất. Chứ không có tiền á, con có tiền là tao cho cha đâu. Mày có nói cha gì đó hả? Sao mà con biết là mạnh thường quân thấy nhất cho gia đình mình? Tại vì con thấy hoàn cảnh con khổ quá, thế nào cũng mình cũng có xem giúp mà ít điều gì thì biết mà có sớm đồ có giúp gia đình có hồi sáng giờ đi giúp làm đồ ăn á, giúp kêu bàn ghế, rồi hồi tối á thì chú đại á có giới thiệu chú nào đó cho hai con vịt gần 6 kg, hai con á là cháu vịt đãi người ta là chưa liệm cho con nha, là đãi người ta ăn uống vòng vòng đây nè, là tới sáng 8 giờ mới liệm. Mới liệm là 8 giờ sáng. Dạ, mới liệm 8 giờ. Rồi hàng này kia là mình xin hay như thế nào? Xin chạy hồn bên lưng ở trước này nè cho. Chạy hồn bên lưng. Dạ. Vậy là còn thật sự không thể tin được, mới gặp chú hôm qua tí, mới gặp chú. Chú mệt nhưng mà vẫn còn thấy chú hôm nay rồi chú lại gọi ra đi rồi đó cả nhà. Hôm qua thì kêu bác sĩ đến, cũng kêu mấy chỗ luôn, bác sĩ không chịu đến. Nếu mà bác sĩ đến thì vô nước biển kia thì cũng không có đến nổi đó, không có đến nổi như vậy. Tại ba không ăn uống được nè, thì đang đau nhức nữa. Hôm qua đã thấy chú mệt quá. Thật sự cho mấy chú mà đến bệnh thì mình biết mệt thì cũng ngồi đau đớn một chút vậy thôi, cho nên nó sẽ qua. Sao mà không nghĩ là tối lại là chú mất luôn. Lúc đó mấy chú cũng dặn là khi mà nhận được tiền của mình thường quân là đã đến đến để mà kêu bác sĩ tư để đến mà vô nước biển. Đã kêu rồi nhưng mà bác sĩ không có lợi, thì vừa nhận tiền xong thì chú có nói là cố gắng đi tìm bác sĩ để vô nước biển cho cha con, tại vì cha con không có ăn được trong mấy ngày vừa qua là không con ăn. Cố gắng đi tìm á, ai cũng không lợi vô hết, là tính đưa cha con đi bệnh viện rồi đó. Là cái cô gần này nè, có đưa vô thì cũng không có ấy nha. Có đưa vô cũng không ấy đâu. Tại vì cho cha con mất tại nhà đi. Thật sự thì chắc cái giàu đây cũng biết cái căn bệnh của ba. Không có qua khỏi. Dạ. Biết á. Bởi vì con tối nằm á không có dám ngủ về mà sợ ngủ ta. Cha con có bị gì có con hay á. Ngủ rồi thức vì mấy chuyện cái người trong xóm vậy đó. Tức là canh ba. Dạ, chứ đâu có dám ngủ đâu. Nói với ba luôn, chừng nào có mạnh thường quân giúp ba hả mất. Chứ ba mất trong cái lúc này con không có tiền để lo mấy tội nghiệp không. Nhưng nhà khi mà mạnh quân đến giúp thì cách mấy tiếng đồng hồ là chú mất luôn. Chắc biết là con cháu có tiền rồi đó. Nói cái chú mà cho họ, nó nói hồi mà bệnh nó lại nói chú dừng yên tâm đi, con mất á, con cho
hàng để viện chú. Đừng có sợ. Còn tiền á thì nữa quay YouTube á. Ra đi mà thanh thản không có nói gì hết trơn, không có không có nói gì lời nào luôn, không nói. Vừa mới để xe xuống cái bể hộp cơm, mở cơm ra múc lên ăn. Chú kia ăn nữa, chú kia nói ba con mất rồi, rồi về luôn, không ăn gì luôn, hồi tối không ăn uống gì luôn. Giờ cũng chưa ăn sáng nữa. Con cũng có bệnh, con phải ăn uống vô. Dạ, tính rồi đi qua bển ăn cái gì nữa. Ba thì cũng mất rồi, thì con cũng cố gắng để giữ gìn sức khỏe của mình đó, tại con cũng có bệnh đó. Nhìn dễ thương. Chào chú. Chào chú nha. Chào chú. Dạ. Thì mất thì cũng làm cái hậu sự cho chú là cũng trong cái căn nhà này luôn đó nha, căn nhà. À. Nóc thì mất tiêu hết trơn, có nhìn gì nữa. Cái đó. Bà con ở đây đông không con? Mình có người thân ở đây đông không? Dạ, hàng xóm không đó. Ồ, thấy vắng quá vậy. Dạ. Chia buồn với cô nha cô. Dạ. Cô. Nó chi đập Phật. Dạ, gánh treo cao su. Bé gái mới có 15 tuổi rồi. Mắt cũng nhiều chứng bệnh trong mình nữa. Bây giờ bụng như thế to ra luôn, bụng nó to cứng hả? Thấy cha bệnh ung thư cổ rồi, hàng đêm phải thức canh cha, chăm sóc cho cha. Ngày hôm nay thì phải đưa cho thời gian được quý nhau tâm của mình luôn giúp đỡ một chút ít tiền nữa để chút lại mà đợi luôn. Con có đeo tang hả? Đeo tang lên đau bụng. Đâu con ấy lên đi. Đến đây thay mặt khán giả của Mạnh Thường Quân thì cũng thắp cho chú một nén hương của chú Trần Hoàng ha, chú Dương 54 tuổi. Thật sự thì không biết nói gì hơn, thì cầu cho linh hồn của chú được chưa thoát phù hộ cho gia đình. Thay mặt quý khán giả của Mạnh Thường Quân thì anh em đến đây thắp cho chú một nén hương, cầu mong linh hồn của chú sớm được siêu thoát, có linh thiêng để phù hộ cho gia đình. Dạ, A Di Đà Phật. Cũng con mong chú phù hộ cho gia đình, cho mình cháu được mau khỏe bệnh. Rồi chú cảm ơn. Còn ở đâu cũng được ha. Chị hả? Mình cũng biết luôn. Mình đi vô trong không? Đi vô trong. Ngồi vô trong. Hoàn cảnh rồi. Rất là khó khăn luôn cả nhà. Nhà cửa tan nát hết rồi. Tan nát hết trơn. Duy nhất là một cái tấm cao su mà để che chắn trong nhà thôi. Con ở trên thì nó bay mất hết rồi. Cũng hơn. Cầu nguyện chú sớm về nè nghỉ. Dạ, A Di Đà Phật. Giờ ở đây cũng chuẩn bị một cái tuấn trình. Thiêu. Thứ ba là đi ra thiêu. À, thứ ba. Dạ. Đi ra thiêu. 8 giờ. Cái gì vậy? Cái này gì vậy? Cái này để em được tụng kinh về dũng nước. À, tụng kinh về dũng nước. Bé già cũng 15 tuổi mà cũng biết cái này. Con bé cũng mệt. Cái giường này ở sao có để đồ gì không? Có giường cha thôi nè. Ở đây có giường ở đây luôn. Có giường ở đây. Có giường gãy rồi đó. Đâu có dám trong lục người đâu. Giường gãy chưa? Mấy cái mọc ra mấy cái ấy gãy hết trơn rồi kìa. Dạ. Cái này gãy hơn. Cái này chứ không. Nhưng mà cái này ngủ được á, con không sợ đâu, con đem gì con ngủ, con xin cha con để gì ngủ. Chứ con không sợ. Thường thường là mấy người nào mà tôi nằm lên đó, người ta đem ra ngoài đâu. Ta bỏ hết. Nhầm người để lại, người không sợ lắm. Nhầm người không kỵ kiểu như con cháu. Con xin cha. Dạ. Con xin cái này rồi đi làm hai miếng nẹp lại. Cũng được á. Nhà mình cũng đâu có giường đúng không? Đúng rồi. Hộp hết rồi. Nhà người ta cho đó. Sao con nằm được? Có.
một nằm được rồi. Cái này nè, đi xin hai miếng nẹp lại. Xin hai miếng nẹp. Là nằm được rồi. Giờ con đem về đâu, về phòng hay sao? Để xong lắp tay này rồi xong con. Cái giường cũng đâu có nhiêu tiền đâu con. Giường mới đi. Ba đi rồi cũng thôi bỏ luôn đi. Chưa có một đó. Chưa một ha. Cái này còn xài được cứng lắm. Tại vì nó một cái đó thôi. Một cái cái. Nhà tan nát thêm phải tốn chi. Bà cô bác mà thấy được cái hoàn cảnh của bé giàu 15 tuổi hỗ trợ cho bé như là ít chịu vậy đó. Cái giường bây giờ là giường sắt rồi cũng không có bao nhiêu anh. Khoảng giường sắt chịu mấy. Rất là mong mà cho bé một cái cơ hội để có một cái chiếc giường đẹp rồi để trong phòng hay là trong nhà vậy đó. Nằm. Sáng giờ con cũng có măng lúc. Đi xin quan tài hay sao con? Đi xin quan tài là 7 giờ. Không. Ủa, chú, đó, á. Chú đó hả là đem lại luôn. Mất là con chạy đi nó. Chú ơi về cha con mất rồi đó. Rồi mấy con về đi để chú sắp xếp quan tài con có nói với chú cho chú hay đúng không? Dạ. Xin quan tài cho bà. Cha con còn khỏe cũng làm cho chú đó. À chú cũng hứa tiếp dọn dẹp gì, quét gì đó, cũng tiếp dọn dẹp. Chú đó thương cha con lắm. Tết đu ghê vậy á, đi mua quần áo cho. Rồi sau này cha con bệnh nặng quá là không được. Cái nằm ở nhà không à. Cái máy bay mấy chú đó lại đi mua sữa về cho tiền đỡ. Tôi cũng hỗ trợ cho gia đình mình ha. Cô thì không có gần tiếng Việt. Dạ không gần tiếng Việt, cô không biết nói gì. Thường nhà có mấy người, ở giờ chú mất rồi còn có cô với lại bé giàu thôi. Dạ. Con anh trai của bé. Anh về hả? Dạ. Chị mốt chắc cũng đi làm. Đi lại. Đặt quà tới thì đi. Còn hàng ngày là có cô với bé giàu dạ, thôi. Có hai mẹ con. Hai mẹ con. Mới đến hôm qua còn ngồi đây chú cũng còn ví dụ người cũng ngồi anh em nói chuyện. Dạ. Hôm nay thì chú mất rồi. Thật sự anh em cũng không có tin được không có tin quá được. Nhanh mình mới đến mình gặp chú nói chuyện con với chú. Con chọc nó nè, cha giữ tiền đi cho cha hết á. Nói à, khi nào con mua đồ gì con xin 100-200 mua đồ cho cha. Ngày mai tính đi mua nước yến lóc rồi tính kêu người ta lại cắt tóc cho. Chưa kịp kêu nữa. Chưa kịp cắt tóc nữa qua. Chưa kịp cắt tóc nữa. Nó trả tiền nước cho chú Sơn. Ừ đợi. Mẹ xong cho tôi đi đó. Trả tiền đó con đi trả cho. Con đi trả tiền đi. Thôi lấy tiền. Lấy cái gì cũng phải mong hết. Từ khi mà gia đình mình khó khăn rồi cha con á. Mà chưa có cái ước nguyện nào mà làm được con biết không? Cha con hả? Cha con hả? Bây giờ cha không có ước nguyện gì chứ. Cha con lúc đó hả? Ước nguyện đó. Có ai cất nhà cho rồi bệnh sao cũng được cho con cháu tao để cho cha con có chỗ che nắng che mưa cho thờ cha con. Cha nói vậy đó. Con cũng mong muốn vậy tại vì cha con 100 tuổi già rồi, rồi con sợ nhà chị không có chỗ che nắng che mưa cho cha con. Có nhà mà lại không ở được phải đi ở nhà trọ. Căn nhà quá cũ rồi xuống cấp quá trầm trọng rồi coi như nó sống cả một cái cuộc đời á, người quan trọng nhất là một cái ngôi nhà, một cái mái ấm của mình đó. Mà ở đây mà nó dột nát, ngày nắng nồi rồi nữa, cơm với muối cũng được nữa, miễn là sao có nhà là được rồi, có nhà che nắng che mưa, che mưa cho thờ cha con sau này. Khi mà đăng tải
có là hai vị Bình Thân Quân là cũng ngỏ ý kiến, ngỏ ý kiến là với anh em á, là nói là có ai mà hỗ trợ giúp đỡ cho con ở đây rồi thì thông báo cho Bình Thân Quân nó biết, chung tay ha. Chung tay lại nhiều người á giúp con nó sẽ tốt hơn, chứ một hai người thì cũng không có khả năng nào mà để cất lại sửa lại cái ngôi nhà của con được. Mạnh Thường Quân cũng còn nhiều hoàn cảnh á, nên là nhiều Mạnh Thường Quân chúng ta lại thì giúp được cho gia đình của bé Giàu. Thực sự thì bé Giàu cũng như là ba cũng có cái ước nguyện cả gia đình luôn, nhà cửa như thế này thì cũng mong muốn để có một căn nhà che nắng che mưa, còn phải đi ở trọ tốn tiền trọ này kia. Gia đình anh thấy không có cái tủ mà để thờ luôn, thờ ông bà luôn. Bây giờ rồi, chú mất rồi đó. Chỗ ngoài mưa nó là dột á. À, dắt chú ở nhà người ta. Ba về không chọ luôn rồi. Đúng không? Chứ đâu để đây được. Con cũng phải tìm cách nào để che khuất ngoài người ta. Cái này để thờ ở nhà chứ không có. Ừ. Đem nhà chọ. Không có đem nhà chọ. Để đây. Nhà chọ là khó lắm. Ồ. Oh. Ồ, oh, đúng rồi, ở chọ cũng khó. Nhiều khi mà người bệnh nằm cũng chưa chắc thì nằm được. Đúng không con? Vì khi thấy chú bệnh không người nằm đây đi về đây nằm biết nhà trọ cái gì cũng khó cả nhà, bệnh hoạn này kia cũng ở trong đó cũng khó lắm. Có cao su này là che thẳng đó, là cái chỗ thờ cha con ở trên này. Ừ. Cần có cái tủ với vài tấm tôn để cho đừng có giọt như chỗ ba con đó. Dạ đúng rồi, chỗ thờ cha con đó. Ngay đó là được rồi. Cho vì bé thì cũng bệnh, bệnh nhiều, bệnh tùm lum hết trơn. Ừ. Phải lâu bao nhiêu ngày? Cái gì? Cái gì vậy? Không có gì hả? Cô đâu ạ? Con đưa đây gọi chú nghe hết không? Gì cô? Cố gắng lên nha cô. Yeah. Cố gắng lên. Yeah. Cô hiền lắm. Không gần tiếng Việt nữa. Dạ. Tiếng à. Có nhiều khi đi bệnh viện á, bác sĩ hỏi con bệnh gì rồi nói nửa việc nửa miên rồi bác sĩ nghe. Không được. Dạ. Bởi vì cái gì cũng con nói mà. Nên cái cuộc sống rất là khó khăn. Yeah. Ít. Không biết cái gì mà nói. Dạ. Đi cũng như đi bán số thì ai nói gì nói ý gì. Ta kêu thì ghé lại bán, không kêu thì bán đi. Không ai kêu, nhiều khi chạy tới chiều vẫn không bán người ta. Vậy là chú là đưa đi quả thiên của cô. Ngày mai ngày mốt hả? Ngày mốt hay ngày mốt là thứ ba. Thứ ba ngày mai đi. 8 giờ. Ngày mai thứ hai, mốt đúng rồi, 8 giờ. Chùa gần đây hả? Ở đây chùa dưới nè. À, chùa dưới. Chùa dưới hả con? Chỗ bên cái lò á, nhìn thấy lò. Dạ. Bây giờ chú cũng nói chung là hết đau đớn rồi. Khi cô với lại bé với gia đình thì mình ở lại thì mình buồn, nhưng phải cố gắng. Nó giờ cho chú nghỉ thoáng xíu, chú nằm đó chú đau đớn thấy tội lắm. Giờ chú hết đau đớn rồi, chú cũng an nghỉ rồi. Ôm đầu. Ôm đầu. Ôm đầu mà chịu đựng. Chút chút kêu nhỏ nè. Kêu nó là bạn. Vừa chia sẻ hoàn cảnh của mình đó. Dạ, dạ. Là chú mất đó, thì ngày hôm nay thì mấy anh em quay trở lại để cập nhật, để biết thêm về cái hoàn cảnh của gia đình mình đó. Là biết là cô với đại bé đây là đang khó khăn, cũng không có tiền gì mà làm đám tang cho chú, cũng như là quan tài là cũng đi xin đó. Thì anh em đăng tải lên thì cũng có Mạnh Thường Quân giúp cho mình đó. Có là chị Phương là Việt Kiều Mỹ là gửi cho gia đình mình là 2 triệu nữa. Ngày hôm qua là chị đã giúp cho cô ở đây là được 500 ngàn, và ngày hôm nay là tiếp tục là giúp 2 triệu nữa, 2 triệu để cho cô phụ lo đám, một chú lo đám tang chú. Thật sự thì nếu mà Mạnh Thường Quân mà hôm qua mà không giúp thì không có tiền thì mình có tiền sáng chú mất đồ ngọt kia cũng khó. Dạ khó.
giờ chung tay rồi. Thì Phương cũng hỗ trợ thêm 2 triệu nữa để phụ lo với gia đình. Gia đình khó khăn. Dạ. Rồi, cho cô với bé nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 1 triệu nè. 1, 3, 5, 1 triệu nữa. 2 triệu đó. Mình có chị Phương về Kiều Mỹ ha. Chị Phương về Kiều Mỹ. Cô có cần lo cho chú á, lo hậu sự cho chú á, thì mua gì mua hay con, chị Phương có nhận gì đó. Cảm ơn chị Phương rất là nhiều luôn. Chị Phương. Cô rất nhiều. Con thực sự cảm ơn cô đã giúp đỡ cho cha con, gia đình con trong hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Con biết nói gì hơn nữa, con cảm ơn cô nhiều. Con phải cố gắng nha. Vậy luôn. Vậy cảm ơn. Dạ. Ơn. Dạ. Giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Rồi cũng gửi lời cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Trước mắt thì mình lo cho cái hậu sự dạ. cho chú cho xong. Dạ. Mẹ muốn rồi còn lo bệnh rồi cho bé giàu nữa. Nhà cửa thì đang nát hết. Dạ. Còn nhiều thứ để lo nữa thôi nha. Con cũng như cùng với anh em ở đây thì cũng như là đến đây thay mặt khán giả như Mạnh Quân người chia buồn đến gia đình mình nha cô. Rồi vào này chút cũng về bệnh nghỉ ngơi ngủ đi ha. Tối là còn thức nữa. Nãy là mới nghe nó mới về nằm thì mấy anh em đến rồi đó. Rồi kêu vậy đó, tội nghiệp. Hôm nay con thức tới mấy giờ? Mới sáng luôn. Mới sáng luôn. Không có chốt mất chút nào. Thường mà. Vì gái cũng đến có Phương nè, Phương cắt tiền đi. Cắt tiền đi. Cắt tiền đi. Có ăn cái gì đi, hay gì nghỉ. Dạ. Dạ cô. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Nói là đây là phần hàng sớm thôi. Thấy tội nghiệp từ lớn cũng không biến á. Khi bộ gia đình mới như thế này. Đây hoàn cảnh gia đình quá khó khăn cho anh chị. Chị cũng đến có Phương. Thấy cũng ngôi nhà cũng đơn chiếc không có ai dạ. Có bà con thì tối người đến viếng rồi chú mốt cho con thấy vắng vẻ đó em nghĩ rồi nói vợ thì em dạ em ruột của cô hả em ruột nó vợ nó là em thật vậy không ấy không có nhà ở đâu con ơi, phải ở nghĩa địa. Sao ít vậy? Ít bệnh, bệnh tim mình ba bốn thứ. Ở nghĩa địa, tại vì em nó mất rồi không lẽ không lợi em dễ. Ở gần đây không cô? Cô á? Ở xa lắm, ở tới phường 1 á. Dạ. Phường 1, phường 1, có 1 phường 3, thành phố Sóc Trăng. Dạ. Cái đường đi còn không, có đường hẻm thì em vô, mình trần nhắn bài. Làm nhà trong đó mình ở là sao? Dạ. Làm nhà trong đó mình ở ha. Không có làm nhà ở đại. Trời ơi, sao ở được? Ai vô trùng mã ở đại. Cô sống ở nhà trong đó. Không có nhà cửa không? Cô có ở với ai? Ở cô. Chồng. Ủa, chồng chồng à. Con nghèo lắm. Con cũng khổ nghèo lắm. Ai con có con giúp mẹ rồi bệnh đi nằm viện hoài à. Cậu ơi, nói thiệt á không nói dốc không? Nên là thấy em của mình cũng khổ như vậy, đâu có giúp khổ. Được cái gì đâu. Em cô? Khổ mà em có nhà, mà không có tiền cất nhà. Dạ. Còn chị khổ, chị không có nhà, chị ở nghĩa địa. Mỗi người có một cái khổ. Có cái khổ cậu thì dạ. Khổ là nói khổ rồi. Mà chị gái là gì? Là gì với chú Hoàng? Hàng xóm. Hàng xóm. Dạ. Quý ha, thấy cũng qua thắp hương. Dạ. Chị gái này thấy hoàn cảnh của gia đình đó là khó khăn hả chị? Đó lại tiếp. Có khăn mà có nhà. Ừ. Hôm qua thì con cũng mới đến thăm. À. Tụi con mới đến thăm mà chú còn à. Ngồi. Ờ à, còn. Tối lại cái nghe chú mất rồi. Ừ. Hôm nay sáng con đến để thăm quý. Chết ý lại liền. Dạ. Ý lại liền. Thấy có nhà chưa mà sao con không có vậy chứ? Không có. Không có tiền tác tụ. Nghèo. Không có tám cái số. Là... Nhà này. Hai cấp. Nhà này tình thương các cho 20 năm rồi. 20 năm rồi. 20 năm em chưa có nói không? Dạ có. Ừ, đúng 20 rồi. Năm nhà tình thương các. Cái mình nở rồi lâu quá rồi nó cũ rồi mình không có tiền để sửa. Càng ngày càng xuống. Bán
bán vé số bảy cất gửi hai tờ món cho chúng đi cất nhà. Dạ đúng, con cũng nghe nói vậy đó. Bán vé số chứ nhà mà đã bé giàu thì bệnh từ nhỏ, bây giờ đi chú nữa thì có gì khó khăn, thì bệnh máu trắng tháng vô máu một lần. Dạ bé giàu cô có đây anh em đâu không cô? À, anh em đồ đăng anh em hết thảy, nhưng mà anh em là của ý hết thảy là 15 đó mà chết hết rồi. Dạ. Giờ còn có bốn năm người đông nhiều lắm, 15 đứa lận. Cái bệnh mất hả cô? Bệnh mất ý là thứ bảy. Dạ ý cũng khổ lắm cậu ơi. Dạ. Lại lại tiếp em vậy, tiếp rồi cũng gì vậy? bệnh cũng đi cũng đi nằm viện hoài, tại khỏe mình lại tiếp cái đi. Hôm nay thì con đến thì cũng chia buồn với gia đình của cô. Dạ, con chia buồn gia đình của cô. Dạ, cảm ơn chị gái nha. Dạ, thương chị bà Đáp Hương nghe nha. Nấu ăn là nấu bên kia, là ăn bên kia luôn, tại nhà thì cũng không có biết, không có gặp nữa. Nấu ăn cũng nhờ bên hàng xóm. Kêu bé dạo đi ăn gì nha cô. Kêu bé đi ăn gì đi rồi về ngủ. Cháo gì đó. Đây nhiều khi không có nổi. Để không ra đây cơ. Cũng nhờ, chắc là nhờ xăm của hàng xóm á. Chứ đâu có chỗ đâu, đây nè cái nhà nhìn nè. Đây là cái đường cống. Cái đường cống. Đây nhờ nhà của mất là sớm không có anh chị. 7 giờ tối ngày 21 tháng 2 tháng 12 Dương 54 tuổi. 8 giờ ngày 23 tháng 1 hả? 23 tháng 1 đúng không? Dạ 23 tháng 1 lộn ha. Tháng 1 chứ, giờ đâu không phải tháng 2 đâu. Rồi hôm qua là từ ngày 24 rồi. Tối hả? Ừ đúng rồi. Hôm qua là ngày 20 ghi lộn rồi. Lộn luôn. Là ngày 20, hôm qua là 7 giờ 20. 7 giờ ngày 20 tháng 1. Dương 54 tuổi. Rồi lễ động quan thì 8 giờ ngày 23 tháng 1. Hôm nay thì anh em cũng đến đây thay mặt khán giả mình vui, như là thăm gia đình, cũng như là thắp cho chú mình nén hương, cũng như là gửi tấm lòng của chị Phương ở bên Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho gia đình để lo cả phần hậu sự cho chú Hoàng đó. Cũng thay mặt gia đình thì cũng gửi lời cảm ơn đến chị Phương cũng như là tất cả những người chị Phương cũng đến là trợ duyên cho gia đình đó. Bây giờ chắc cho phép em cũng như là anh em ở đây làm cái video này ở đây cả nhà. Cảm ơn, hẹn gặp lại khán giả của mình cùng trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều.